Vì sao vợ của Nguyễn Thái Luyện không bị bắt giam? Võ Thị Thanh Mai là vợ Nguyễn Thái Luyện chủ tịch hợp đồng QT công ty Alibaba. Là cánh tay đắc lực giúp Luyện lừa đảo hơn 6.700 khách hàng. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị can này được tại ngoại. Ngày 5 tháng 3, cơ quan CS đội tuyển công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với trang trí linh tổng giám đốc pháp lý công ty Alibaba và 11 bị can là giám đốc các công ty con của công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Công ty Alibaba gồm Trần Huy Phúc giám công ty địa ốc Chiến binh Thép, Nguyễn Trung Trường giám đốc công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh giám đốc công ty địa ốc Chiến Thắng, Trịnh Minh Pháp giám đốc công ty địa ốc 108, Bùi Minh Đức giám đốc công ty địa ốc TL Lượng Len, Vũ Hoàng Hải giám đốc công ty địa ốc Bích Bang, Trương Thị Hồng Ngọc giám đốc công ty địa ốc Tia Chớp vi thị hiến giám đốc công ty địa ốc sunnyland nguyễn văn kiên giám đốc công ty địa ốc Land, nguyễn quang sơn giám đốc công ty địa ốc aliland nguyễn trần phúc nguyên đại diện pháp luật công ty địa ốc aliland về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cs đội tuyển cũng khởi tố bị can và thi hành bắt bị can để tạm giam đối với huỳnh thị kim thắng kế toán trưởng công ty alibaba về tội rửa tiền riêng đối với võ thị thanh mai giám đốc công ty alibaba lo phơm vợ của nguyễn thái luyện cơ quan điều tra khởi tố bị can Cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hiện Mai đang nuôi con dưới 36 tuổi nên cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Đối với Nguyễn Thái Lực em trai luyện, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đều được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Qua điều tra, xác định các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp sử dụng đất nền trong dự án ma làm môi nhử. Công an xác định bị can Võ Thị Thanh Mai là cánh tay đắc lực cho lừa đảo 6.700 khách hàng, Mai đảm nghiệm, chức vụ giám đốc tài chính công ty địa ốc Alibaba, giám đốc công ty địa ốc Alibaba Law Firm. Ngoài ra, bà Mai còn là người đứng tên đại diện pháp luật Maluna. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người trong vụ án lừa đảo trên. Như vậy, sau 5 tháng điều tra, cơ quan CS đội tuyển công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 17 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Như báo bảo vệ pháp luật đã đưa tin, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra công ty cổ phần địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên, anh em Luyện, đã tổ, chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp lên đến 600 hectare rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án không có thật để bán cho khách hàng. Luyện cho nhân viên lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và 2 dự án ở Bình Thuận, tổng cộng. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người thu về 2.650 tỷ đồng. Gạch chéo chấm. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại